Hello, xin chào em nhá. Chào mừng em đến với kênh YouTube của mình trong ngày hôm nay. Và ngày hôm nay thì đây trên tay mình đây là một con diều gọi là diều mẹ bồng con. Vì sao mà gọi là mẹ bồng con? Thì con nào to thì gọi là mẹ, thì con nào nhỏ gọi là bé. Nên là con này cái trên là to, cái đuôi dưới là nhỏ nên là gọi là diều mẹ bồng con anh em nhá. Thì con diều này mình làm hoàn toàn bằng che phấn và mình buộc bằng cái dây dù. Dây dù này thì dây dù thả diều nhá, không phải dây dù ở cái xi măng hay là bao cám đâu. Đấy, và bên dưới thì mình thấy là nó còn đẹp hơn cả bên trên. Đấy, bởi vì mình vót mình thấy là khi buộc xong nhìn khá là đẹp ấy. Đấy, cái góc quay này cũng khá là quen thuộc đối với anh em đúng không? Mình không biết là mình quay những cái video ngắn ở chỗ này được khá là nhiều view rồi. Và anh em nhìn cái khung này đã đủ bé chưa? Cũng như là đã đủ độ nhỏ dần chưa? Thì thường thì anh em làm con diều thì mất thừa tầm bao bao lâu? Thì mình làm con diều này thì mất 15 phút. Và 15 phút này thì chỉ vót thôi nha. Chỉ vót những cái bộ khung này thôi. Những cái bộ khung này thôi. Còn cái đuôi không tính nha. Cái đuôi thì mình nghĩ là nó sẽ bằng một nửa của 15 phút của cái con diều trên này. Đấy, thường thì cái này vót cũng lâu đấy, bởi vì vót là nó phải đều nhau, không đều nhau là lên nó bị lánh hoặc là nó bị đảo. Đấy. Anh em có hóng cái video mà mình gọi là thử khâu cái con diều này gọi là và test cái con diều này không? Đấy, anh em nhớ like đăng ký để ủng hộ mình nhá. Còn bây giờ thì mình nghĩ là không có điều gì để anh em gọi là xem nữa, chỉ có một cái con diều này mà mình không thả nó không hay. Đấy. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em nhé. Bye bye.